Tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, năm 2021 Tân Sửu nam mạng, thái tuế nhập mạng, gặp hạn tai ương. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có lẽ ai trong chúng ta, ai cũng đều mong muốn cuộc sống của mình mỗi ngày đều có nhiều điều tốt đẹp. Sức khỏe luôn tốt, làm ăn thì phát đạt, mọi sự đều hanh thông và suôn sẻ. Tuy nhiên, không phải ai mong cầu cũng được như ý muốn. Trong cuộc đời sẽ có những giai đoạn gặp nhiều may mắn, làm gì cũng hành thông, thuận lợi, làm một hưởng mười, tiền bạc ùn kéo đến, giàu nhanh chóng mặt. Tuy nhiên, cũng có những giai đoạn không tránh khỏi những khó khăn và trắc trở, vận hạn đeo bám, tiểu nhân quấy rối luôn rình rập, làm ăn thất bát, nợ nần ngập đầu. Trong năm 2021, thầy Gia Cát có nói, năm Tân Sửu này, những người sinh năm 1973 do phạm phải thái tuế. Bên cạnh đó, còn bị hung tinh chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá, thân tài thì ngoảnh mặt, khiến cho tài vận đi xuống, kiếm tiền khá gian nan, vất vả, vợ chồng bất hòa, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, kéo theo đó là bệnh tật triền miên. Vậy trong năm 2021 Tân Sửu, nam mệnh tuổi Quý Sửu sẽ gặp phải những chuyện gì tồi tệ? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người hãy cùng đón xem vận trình của nam tuổi Quý Sửu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Khi xem tử vi năm 2021 tuổi Quý Sửu nam mạng, quý bạn sẽ nắm bắt được những điều tốt xấu của mình về các phương diện tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn, hanh thông cho năm Tân Sửu. Đặc biệt, trước khi bước sang năm mới, dân gian ta vẫn thường làm lễ nghênh thái tuế ở ngoài sân, trong lễ cúng giao thừa. Người nào biết mà nghênh thì sẽ được lộc trời cho, người không biết chẳng may bị phạm vào thì tai họa ập xuống liên miên. Đón các thần để được nhờ sự che chở cũng là một cách mà hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng. Để có được một năm mới an lành, may mắn, quý vị sinh năm 1973 Quý Sửu nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế. Lệnh phù gồm có hai mặt bằng đồng. Mang theo kim bài thái tuế bên mình để tỏ lòng thành kính với quan hành khiển của năm, nhờ sự tương trợ của ngài mà cả năm được may mắn, bình an. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Quý Sửu trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm Tân Sửu 2021, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 lâm cục diện trực thái tuế. Nhưng thiên can thái tuế xuất hiện thực thần và thiên tài tinh, cho nên tử vi năm 2021 tuổi Quý Sửu thiên tài vận không tồi. Bằng sự thông minh của mình mà bạn có thể thu hoạch được những lợi ích không ngờ. Nhưng tuổi Sửu cũng nên hạn chế ăn chơi quá độ, trong cuộc sống cũng không nên quá mạnh mẽ mà cố chấp, nếu không sẽ có thể mang đến cho mình nhiều mối họa hơn. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá chủ quan, bởi hung tinh vẫn trực chờ ở bên cạnh bạn, điển hình như thái tuế, kiếm phong, phục thi, hoàng phiên. Cho nên, nam mệnh Quý Sửu khi đối mặt với sự ảnh hưởng của hung tinh cần phải nhanh nhẹn, sẽ luôn có những giải pháp mới, phương án mới. Quan trọng là chúng ta cần thay đổi và không đi theo những lề lối cũ. Đặc biệt, trong năm, bạn nên học cách nắm bắt cơ hội, bạn cần phải tận dụng mối quan hệ với cấp trên. Bên cạnh đó là đề phòng những kẻ tiểu nhân hãm hại. Đối với việc chi tiêu, thầy Gia Cát khuyên bạn không cần quá keo kiệt, nếu không cũng có thể ảnh hưởng đến tài vận của bạn. Còn trong cuộc sống hôn nhân, tình cảm, nam mệnh Quý Sửu cần sống cho ra dáng một người chủ gia đình, chăm lo cho mái ấm của bạn. Để có một năm phát triển hơn, thầy Gia Cát khuyên tuổi Quý Sửu hãy đeo vòng bát bảo tâm kinh hàng ngày. Bát bảo tâm kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại.
Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, hành thông và thành công hơn trong năm 2021. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum, mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên rất sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021 của tuổi Quý Sửu nam mạng sẽ dựa vào các sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Từ đó, quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. Về mặt sự nghiệp, tuy lâm vào cục diện trực thái tuế, nhưng tử vi tuổi Quý Sửu năm 2021 nam mạng vẫn cho thấy rằng bản mệnh sẽ có một ít cơ hội mang đến nhiều thu nhập, công danh tăng lên và tích lũy được nhiều kiến thức. Sự xuất hiện của thái tuế báo hiệu rằng vô phúc có họa, tuổi Quý Sửu nam mạng trong năm mới 2021 sẽ gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Bạn sẽ thường xuyên gặp phải sai lầm khiến lãnh đạo khó chịu, còn có thể bị trừ vào tiền thưởng, bức bối khó khăn. Lời khuyên cho nam mạng Quý Sửu trong năm tới là không cần quá buồn bực, ảnh hưởng đến tâm trạng. Điều bạn cần làm chính là tăng cường năng lực của bản thân, tranh thủ chính cơ hội để chứng minh bản thân. Bên cạnh đó, đối với người có quyền chức, bản mệnh nên nghe theo một số những lời khuyên và ý kiến của cấp dưới để có thể xây dựng công ty lớn mạnh. Tử vi còn dự báo nam mệnh Quý Sửu sẽ gặp được tuế giá trong năm 2021 là một cát tinh, nhưng vì vận thế trong năm không quá tốt cho nên cũng khó phát huy được hết sức mạnh của cát tinh. Thầy gia cát khuyên nam mệnh của tuổi Quý Sửu cần đề phòng tiểu nhân vào giữa năm, không cẩn thận là bị rơi vào bẫy. Bên cạnh đó, đối với các tình huống cơ mật thì cũng nên hạn chế người biết để tránh ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Trong năm 2021, do phạm phải thái tuế khiến mọi thứ về sự nghiệp không có tiến triển. Chính vì vậy, bạn hãy đeo thêm pháp khí là vòng Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, vòng sẽ chiêu mời quý nhân giúp đỡ và tương trợ bản mệnh phát triển hơn trên con đường sự nghiệp, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, thăng tiến trong năm 2021. Về mặt tài lộc, tử vi năm 2021 dự báo nam mệnh tuổi Quý Sửu sẽ gặp thực thần và thiên tài, cho nên trong năm vận trình sẽ có được nhiều khởi sắc và bạn nên dựa vào trí thông minh của mình để tăng tài vận. Trong năm 2021, bạn nên đề phòng tổn thương do có hung tinh kiếm phong xuất hiện, có thể dẫn đến tai ương và phải ảnh hưởng dẫn đến hao phí tiền tài. Đặc biệt, bạn nên đề cao tinh thần cảnh giác với người khác, kẻo mất tiền mà tình nghĩa cũng mất. Ngoài ra, kiếm tiền cần đi theo con đường hợp pháp, đừng mơ tưởng một bước lên tiên, một đêm hóa rồng, nếu không sẽ gặp phải chuyện liên quan đến pháp luật, ảnh hưởng đến bản thân. Năm nay, tuổi Quý Sửu nam mạng khó lòng tiết kiệm được. Nguyên nhân không do ăn tiêu thì cũng do bệnh tật cần phải chi trả, cho nên hầu như không có tiền tiết kiệm. Năm 2021, do phạm trực thái tuế khiến tài vận của tuổi Quý Sửu không mấy khả quan. Để có thể kích tài lộc thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Quý Sửu hãy đeo pháp khí nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Với sức mạnh của pháp khí này sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021. Về mặt tình cảm, gia đạo, bước vào năm 2021, tử vi dự báo nam mệnh Quý Sửu có hoàng phiên nhập mệnh, chủ hồn bái phách lạc, vận thế chuyển đổi, tình cảm có phần bất lợi. Hơn nữa, nam mệnh Quý Sửu năm 2021 vận thế cũng không quá tốt, đương nhiên cũng không có tâm trạng để yêu đương.
Tử vi dự đoán đối với những người đang còn độc thân thì chuyện tình cảm không quá tốt, có chút tiêu cực và bị động. Mặc dù chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn khó lòng tìm được nhân duyên phù hợp. Những người nam mệnh tuổi Quý Sửu đã có gia đình thì lại càng gặp nhiều khó khăn. Bạn và người vợ của mình có nhiều phiền não, cãi vã liên miên khiến tình cảm đi xuống, cuối cùng không cẩn thận mà chia tay. Có thể hai bạn chưa đến mức ly hôn nhưng trong cuộc sống cũng tồn tại không ít mâu thuẫn. Để có thể hóa giải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu hàng ngày. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, trong năm 2021, sức khỏe của người tuổi Sửu chịu tác động nhiều từ thái tuế. Tuy gặp thực thần nhưng vẫn gặp nhiều tổn thương và tai họa ngầm. Năm nay lại còn gặp phải phục thi khiến cho nam mệnh Quý Sửu gặp đả kích lớn. Bạn nên lưu ý các vấn đề về dạ dày, nhất là phương diện ăn uống, nghỉ ngơi cần chú ý hơn. Năm nay, thời tiết thay đổi thất thường, còn cần phải chú ý ăn mặc, tránh cảm mạo. Bên cạnh đó, bạn nên chú ý đến vấn đề đi lại và an toàn trong lao động, đề phòng tai nạn bất ngờ ập tới do thái tuế lúc nào cũng rình rập. Đặc biệt, nếu có kế hoạch sinh con trong năm 2021, bạn nên hết sức cẩn thận, đề phòng bất trắc. Ngoài ra, bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ, bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ sau hạn của tuổi Quý Sửu năm 1973 nam mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. Vận hạn năm 2021 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng. Hạch toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Khi đi đường, nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá, dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận, thì hạn này được ghi chép như sau. Hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật hoặc tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu thả, thương tích, kẻ xấu hãm hại. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá là một hạn lớn đem lại thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. So với những bạn khác thường chỉ hao tốn tiền hoặc có hạn cũng chỉ bị bệnh nhẹ, nhưng những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trau dồi làm đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Đồng thời, nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Những việc thiện mà bản mệnh làm ở trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì, bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Sao chiếu mệnh? Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, không đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây, nghĩa là vận trình rất tốt, nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ, nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, làm việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng hơn trong việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Quý Sửu. Để cập nhật được nhiều thông tin,
về tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh, luôn cập nhật những thông tin mới về vận trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.